Nếu mà mấy bạn muốn ăn Tết trong cái sự bình yên vui vẻ chứ không có bị nghe cái câu trời đất ơi năm nay sao mà bạc dữ vậy con, thì mua liền giùm mình cái quần sọc thể thao M4 này gấp gấp nha. Nói gì nói chứ body sẽ ngon lành cành đào thì ăn Tết mới bước ruột được. Khoan, thêm nữa là quần này có thiết kế hai lớp nha. Lớp ngoài là chất liệu dù có tính năng chuột nước, có giãn nhẹ 2 chiều. Mình nói thêm cho mấy bạn có tâm hồn đi chơi nè. Lớp bên trong được lót thêm lớp quần thun mỏng nhẹ ôm sát chân hỗ trợ tối ưu cho mấy bạn tự tin vận động. Quá nhiều sự hời cho một chiếc quần thể dục thể thao rồi. Mọi người có thấy không vợ? Phải đến sắm liền thôi. Vì ngoài tập thể dục thể thao, mấy bạn còn phải tận dụng cái thiết kế thông minh đơn giản này cho mấy buổi cà phê hợp mặt chiến hữu nữa chứ. WhatsApp Pro rồi á mọi người.